Shop xe 88 xin chào các bác. Trong video shop 88 tiếp tục giới thiệu cho các bác các tính năng đặc biệt nổi bật của chiếc đèn xin nhan LQAQ00100 mà em vừa mới khám phá khi đi trên đường. Thì hôm nay em đã khám phá ra một số tính năng mới của chiếc đèn này và em review luôn cho các bác nào đang quan tâm mẫu đèn xin nhan có thể sớm nhất chọn được mẫu đèn để đi vào buổi tối an toàn, cũng như là khi các bác rẽ từ ngõ này sang ngõ kia nó an toàn hơn. Thì mẫu đèn xin nhan LQAQ00100 đã được shop 88 bán giá là 320.000. Bây giờ em sẽ đi review một số tính năng mới cho các bác xem. Đây là khi em mở chiếc đèn ra, thì đầu tiên chiếc đèn này thì khi các bác bật ở đây lên này, nó sẽ hiện chiếu mũi tên, nó đi thẳng, chưa rẽ. Đấy, đấy, các bác nhìn I love my bike. Khi các bác giữ này nó sẽ tự chuyển chế độ nháy. Đây, đấy, khi các bác nghiêng này nó sẽ bắt đầu tự sáng này. Nghiêng bên nào nó sẽ tự chuyển chế độ bên đấy. Còn khi các bác giữ in này, đây em sẽ giữ in nhé, không di chuyển như vậy. Đây, em để lần ngửa lên này thì nó bắt đầu sẽ nháy này. Đấy, và khi em giữ im mà không di chuyển thì bắt đầu sẽ tự chuyển chế độ. Đây các bác thấy chưa, nó bắt đầu tự thay đổi các chế độ này. Đấy, nhưng mà khi vừa nghiêng phát là sẽ tự đổi sang ngay, nó rất là nhạy. Đây, khi em giữ im này không thay đổi gì cả. Đấy, các bác nhìn bắt đầu thay đổi chế độ này. Rất là nhiều chế độ khi đi buổi tối để các đèn đằng sau nó phát hiện, cũng như là chế độ nhìn rất là đẹp. Các chiều mũi tên này, I love bike, với xe đạp. Đấy, hôm nay em phát hiện ra một số tính năng cực kỳ mới mà khi đi thực tế thì bắt đầu mình mới phát hiện ra được, còn hôm trước em chỉ review ở nhà em chưa phát hiện được, nhưng hôm qua đã đặt thực tế. Đấy, khi một thời gian mà các bác chỉ để nằm im nó sẽ tự tắt. Đèn này làm lúc rất là thông minh. Đây là phải bật lại. Khi các bác để nguyên chế độ nó chạy tự chạy mà nó không thấy di chuyển là nó sẽ tự tắt. Đây nó để nằm nó sẽ chạy dòng chữ rất là đẹp. Còn khi nghiêng lên phát là bắt đầu sẽ tự xin nhan luôn. Thì nếu bác nào có nhu cầu mua dòng đèn cảm biến siêu nhạy này thì nhanh tay alo trực tiếp hôm nay bên em 0933 522 186 để hàng mẫu đèn này. Giá đèn đang số 88 sale trong tháng 11 từ 380.000 đồng xuống chỉ còn 320.000 đồng thôi. Nếu các bác nào có nhu cầu mua dòng đèn này thì alo trực tiếp hotline bên em 0933 522 186. Cảm ơn các bác đã xem video.